tập 9 Siêu thủ lĩnh. Chuyên cơ siêu thủ lĩnh sẽ đưa quý vị cất cánh cùng chủ đề hành trình nghệ thuật. Các thí sinh phải tự chọn cho mình đề tài liên quan đến một lĩnh vực nghệ thuật. Uyên Phương cùng con đường âm nhạc sẽ mang đến những cảm xúc như thế nào? Sự xuất hiện của Dũng Đáp Lô có làm cho Nhân Kiệt thăng hoa cùng rap? Và cuối cùng, Múa đã mang lại điều gì cho trái tim của Hoàng Ân? Các thí sinh sẽ đối diện với chủ đề hành trình nghệ thuật như thế nào? Bản lĩnh của các bạn có chinh phục được 3 vị giám khảo quyền lực? Tất cả sẽ có trong tập 9 Siêu thủ lĩnh, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và được phát lại lúc 13 giờ thứ 7 ngày 16 tháng 1 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Siêu thủ lĩnh, bản lĩnh tiên phong.